Hà Nội Phạm Tuấn Anh, 31 tuổi, lừa khách hàng đặt cọc trước 65 triệu đồng cho lô khẩu trang trị giá 169 triệu đồng, xong không giao hàng. Ngày 28 tháng 2, Tuấn Anh bị Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo xác minh ban đầu, lợi dụng tình trạng khan hiếm khẩu trang từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Tuấn Anh tự giới thiệu công ty của anh ta nhập nhiều container khẩu trang từ Trung Quốc về Việt Nam, hiện cần bán. Để khách hàng tin tưởng, Tuấn Anh gửi hình ảnh, video mẫu khẩu trang và xe container chở hàng qua cửa khẩu. Tuấn Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh, công an cung cấp. Ngày 19 tháng 2, chị Trang được bạn giới thiệu nên đến gặp Tuấn Anh để đặt mua hàng. Sau một hồi nghe quảng cáo, chị Trang tin tưởng, ký hợp đồng mua khẩu trang của Tuấn Anh với tổng giá trị 169 triệu đồng, đặt cọc trước 65 triệu đồng. Đến thời hạn nhưng chưa nhận được hàng, chị Trang gọi điện xong Tuấn Anh không bắt máy. Biết bị lừa, ngày 26 tháng 2, chị Trang cùng hai người bạn đi tìm, thì phát hiện nghi phạm ở khu đô thị trên địa Nam Từ Liêm, nên bắt giao cho cảnh sát. Cùng ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, lợi dụng tình hình dịch COVID-19, có kẻ xấu đã giả danh là bác sĩ của bệnh viện để tư vấn, bán thuốc, thực phẩm chức năng, men vi sinh, khẩu trang. Nhằm trục lợi, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, khẩu trang tăng giá vì người dân đổ xô đi mua. Nhiều cá nhân, cửa hàng đã bị xử phạt về hành vi găm hàng, bán tăng giá và lừa bán khẩu trang. Cảnh sát khuyến cáo khi mua hàng, người dân cần tìm hiểu kỹ về đơn vị cung ứng, không tin những hình ảnh qua mạng để tránh bị mắc lừa. Let's Love Us, Why?